VTour Open, giải quần vợt du lịch Việt Nam mở rộng 2011, hướng tới du lịch di sản năm du lịch quốc gia 2012. 500 vận động viên tranh tài, 900 trận đấu tại 3 khu vực trên cả nước, từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2011. VTour Open là cơ hội mới cho doanh nhân và các đối tác muốn kết hợp giao thương, thể thao, nghỉ dưỡng. Một sân chơi thực thụ cho những người đam mê trái banh nghỉ. Dưới sự bảo trợ của kênh Thể thao TV và sự hợp tác tổ chức của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Văn Việt Media và Liên đoàn Quần vợt ngành du lịch, hãy tham gia và cổ vũ cho VTour Open 2011 để thúc đẩy quảng bá các doanh nghiệp du lịch và hình ảnh Việt Nam tới bạn bè năm châu. Hãy đón xem những pha bóng nảy lửa trong trận chung kết sẽ được truyền trực tiếp trên kênh Thể thao TV ngày 4 tháng 12 và chờ xem chiếc cúp vô địch sẽ được trao vào tay ai. Mọi thông tin về giải đấu sẽ được cập nhật trên Thể thao TV và trang web www.vtour.vn. BKMX hân hạnh là nhà tài trợ kim cương cho giải đấu này.